nên đầu tư tăng trưởng hay đầu tư giá trị lựa chọn nào phù hợp đầu tư đơn giản là mua vào với mục tiêu thu về lợi nhuận tốt nhất có thể nhưng làm thế nào để đánh giá liệu các khoản đầu tư có đang trong vị thế để thu được lợi nhuận tốt nhất có thể hay không đầu tư tăng trưởng và đầu tư giá trị đâu là hướng tiếp cận tốt nhất Lựa chọn nào phù hợp nhất hiện nay, hãy cùng đầu tư là gì tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé. Dù nhà đầu tư cá nhân hay nhà đầu tư tổ chức cũng phải tìm cho mình một chiến lược đầu tư cổ phiếu phù hợp để tránh rủi ro tiềm ẩn. Ngay cả khi thị trường chứng khoán TTCK bước vào giai đoạn sụt giảm như hiện nay, hai trong số nhiều trường phái đầu tư phổ biến nhất mà chúng ta có thể nhắc tới, đó là đầu tư giá trị và đầu tư tăng trưởng vậy nhà đầu tư lựa chọn trường phái đầu tư như thế nào cho hiệu quả đầu tư tăng trưởng là gì đầu tư tăng trưởng là một chiến lược đầu tư nhằm mục đích mua các công ty trẻ giai đoạn đầu đang có tốc độ tăng trưởng nhanh về lợi nhuận doanh thu hoặc dòng tiền các nhà đầu tư tăng trưởng thích tăng giá vốn hoặc tăng trưởng bền vững về giá trị thị trường của các khoản đầu tư của họ hơn là dòng cổ tức ổn định mà các nhà đầu tư thu nhập tìm kiếm trên thị trường hiện tại các công ty tăng trưởng bao gồm tesla tsla amazon amzn và facebook fb nhưng ngay cả những công ty cũ hơn không thiên về công nghệ cũng có thể được coi là đầu tư tăng trưởng ví dụ ngày nay home depot hd được phân loại là công ty tăng trưởng hiểu được vòng đời của các công ty là chìa khóa để nắm rõ đầu tư tăng trưởng trong những ngày đầu của một công ty mới hoạt động kinh doanh có thể phát triển với tốc độ đáng kể tạo ra mức tăng ấn tượng về doanh thu và lợi nhuận ở giai đoạn này trong vòng đời công ty thường tái đầu tư lợi nhuận trở lại hoạt động kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa thay vì trả chúng dưới dạng cổ tức khi công ty và thị trường bắt đầu trưởng thành tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận chậm lại một khi công ty đã hoàn toàn trưởng thành tốc độ tăng trưởng sẽ càng chậm lại tại thời điểm này trong chu kỳ nhiều công ty bắt đầu phân phối lợi nhuận cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức khi các cơ hội đầu tư trên thị trường của họ bắt đầu giảm đi đầu tư tăng trưởng và đầu tư giá trị trong khi đầu tư tăng trưởng tìm kiếm các công ty đang tăng doanh thu lợi nhuận hoặc dòng tiền của họ với tốc độ nhanh hơn mức trung bình đầu tư giá trị nhắm mục tiêu đến các công ty cũ được định giá thấp hơn giá trị nội tại của họ các nhà đầu tư GAAP cũng sử dụng giá trị nội tại để tìm các công ty tăng trưởng có giá hấp dẫn, trước đây, đầu tư giá trị vượt trội hơn so với đầu tư tăng trưởng trong thời gian dài hạn. Tuy nhiên, gần đây, đầu tư tăng trưởng đã cho thấy hiệu quả tốt hơn đầu tư giá trị. Đầu tư tăng trưởng đã dần vượt trội hơn đầu tư giá trị trong vòng 25 năm qua. Kể từ năm 1995, các quỹ tương hỗ giá trị đã hoàn lại 624%, trong khi các quỹ tương hỗ tăng trưởng hoàn lại tới 1.072%, tương lai của đầu tư tăng trưởng. Một số người tin rằng xu hướng ủng hộ đầu tư tăng trưởng gần đây rồi cũng sẽ đến hồi kết với các cổ phiếu giá trị một lần nữa lại vượt trội so với chiến lược tăng trưởng. Rõ ràng là không có chiến lược nào tồn tại lâu hơn chiến lược kia một cách vô thời hạn. Tuy vậy, Xu hướng kinh tế vĩ mô hiện đang ưu tiên đầu tư tăng trưởng, lãi suất thấp trong lịch sử cho phép các công ty tăng trưởng dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn rẻ, vốn là mạch máu của các công ty tăng trưởng nhanh. Giá vốn tăng có thể ảnh hưởng xấu đến các doanh nghiệp này, đồng thời COVID-19 có thể đã ưu ái các công ty công nghệ. Những công ty thường đang trong chế độ tăng trưởng, đại dịch đã thúc đẩy nhiều người mua sắm trực tuyến hơn, hỗ trợ các doanh nghiệp như Amazon và khi ngày càng nhiều công ty chấp nhận làm công việc từ xa, nhu cầu công nghệ tăng lên để duy trì sự thay đổi này. Xu hướng này lại có lợi cho các công ty công nghệ cao, đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn, về đầu tư tăng trưởng tìm cách tận dụng lợi thế của những công ty triển vọng sớm trong chu kỳ kinh doanh của họ. Kết hợp với các công ty trong ngành tăng trưởng cao, một nhà đầu tư tăng trưởng có thể được hưởng lợi khi các công ty tăng doanh thu, thu nhập và dòng tiền. Tuy nhiên, cách tiếp cận này không phải là không có mặt trái của nó. Các công ty tăng trưởng có thể rất tốn kém khi được đo lường bằng các thước đo định giá truyền thống, chẳng hạn như tỷ lệ PE và tỷ lệ BP. Trên đây là những chia sẻ của đầu tư là gì về đầu tư tăng trưởng và đầu tư giá trị để hiểu thêm về thị trường chứng khoán cho người mới bắt đầu thông tin đầu tư sẽ giúp bạn đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn. Chúc các bạn đầu tư thành công. Ngoài ra bạn có thể tham khảo bài viết những quy luật bất biến của TTCK Việt Nam bạn cần biết để hiểu hơn về thị trường chứng khoán nhé. Lựa chọn đầu tư là ở mỗi người, nhưng lựa chọn đúng sẽ quyết định rất lớn đến thành công trong tương lai. Chúc các bạn thành công.